cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Chiến tranh vốn được coi là mặt trận của Nam giới, nhưng những hậu quả dài lâu nhất, những cơn bão lòng đau đớn, kê gớm nhất nằm ở phía những người phụ nữ Phụ nữ vẫn phải chiến đấu với những hậu quả ghê gớm cả về thể chất và tinh thần mà chiến tranh để lại cho họ. Nhiều khi họ phải nén nỗi đau, giấu nó vào trong để mà sống, để những thành viên còn lại trong gia đình có được một cuộc sống bình thường và quan trọng nhất, họ vẫn phải vật lộn với cuộc sống khó khăn. Có những người phụ nữ ở cả hai chiến tuyến phải vật lộn với nỗi đau mất người thân, có những người phải làm những công việc vốn không phải là của phụ nữ ví dụ như những người phụ nữ làm thợ mỏ ở Ukraine mà chúng tôi sẽ chia sẻ phần sau. Hay họ phải ra chiến trường vừa đối mặt với bom đạn, vừa lo sợ trước sự quấy rối tình dục. Tất cả sẽ có trong video sau đây với những tổng hợp của phóng viên từ những câu chuyện diễn ra từ năm 2022 đến nay. Sau đây là câu chuyện những thân phận phụ nữ trong chiến tranh Nga-Ukraine. Trước tiên là thân phận những người lính vợ Nga gượng dậy sau những mất mát quá lớn. Liu Mila trải qua giai đoạn trầm cảm sau khi chồng cô, một sĩ quan quân đội Nga, tử trận ở Ukraine năm 2022. Cô chia sẻ, tôi rất sốc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi cảm giác như mình là nữ chính trong bi kịch. Cô kể lại về khoảnh khắc hay tin trong tử trận vào tháng 9 năm 2022. Đối với cô, chồng là một anh hùng đã hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là một sĩ quan quân đội trong năm đầu tiên Nga phát động chiến tranh ở Ukraine. Trong lễ tang, Lyumila cố gắng để giữ bình tĩnh. Cô đã trải qua mọi giai đoạn cảm xúc từ không thể tin rằng đây là sự thật cho đến giận dữ với những gì đã xảy ra. Tôi ném đồ đạc xuống sàn, đập vỡ mọi thứ vì cõi lòng tan nát. Lyumila kể lại, tôi cảm thấy mình như một cái xác không hồn đó là lúc Liêu Mila biết đến cuốn sách Từ quá phụ tới quá phụ của nhà tâm lý học người Mỹ Jeffrey David Ginbus và đã quyết định giúp đỡ những quá phụ quân nhân khác. Cô tham gia nhiều khóa đào tạo tâm lý học và với sự hỗ trợ của một hội cựu chiến binh, Liu Mila triển khai dịch vụ tư vấn tâm lý miễn phí cho các quá phụ cùng các tình nguyện viên là nhà tâm lý học. Chúng tôi đặt mục tiêu giúp đỡ tất cả mọi người, không chỉ những người đủ khả năng trả tiền mời chuyên gia tâm lý." Cô nói, nhấn mạnh bản thân mang sứ mệnh cho phụ nữ thấy cuộc sống vẫn tiếp diễn, chúng ta phải tiếp tục sống. Ai sinh ra rồi cũng phải chết, đây là mấu chốt để chấp nhận mất mát, cô giải thích. Lưu Mila bây giờ cố gắng không nghe tin chiến trận, nhưng cái chết của chồng không làm thay đổi quan điểm của cô về cuộc chiến. Trên hết, tôi vẫn là vợ của một sĩ quan quân đội Nga, cô nói. Một trong những người được Liu hỗ trợ đó là Anna, 31 tuổi, giáo viên dạy hát, người mất chồng vào hồi tháng 7 năm 2023 trên chiến trường Ukraine. Tôi đến gặp bác sĩ tâm lý vì cảm thấy vô cùng khó khăn, không thể chịu nổi, Anna nói. Cô cho hay trong suốt quá trình trị liệu, bác sĩ đã cùng cô phân tích mọi nỗi đau dồn nén, giúp cô lấy lại bình tĩnh và tìm lại động lực sống. Cô cũng là thành viên một nhóm nhỏ vợ lính có chồng từ trận thường xuyên nhắn tin trao đổi trên mạng xã hội. Chúng tôi hỗ trợ nhau, chia sẻ nỗi đau, không ai thấu hiểu nỗi đau ta đang trải qua hơn những người đang trải qua nỗi đau tương tự, Anna giải thích. Đây giống như nhóm trị liệu tâm lý. Họ nhắn tin cho tôi khi chồng bị thương, mất tích hoặc thiệt mạng, khi đang chờ thi thể chồng hồi hương. Tôi cố gắng giúp họ cho lời khuyên, hoặc người có thể liên hệ, cô nói. Anna vẫn quan tâm đến diễn biến ở mặt trận và thường xuyên đọc tin tức chiến sự. Ngoài trị liệu tâm lý, cô cũng tìm được bình yên trong công việc dạy nhạc trẻ em và qua tôn giáo. Trẻ con giống như thiên thần, chúng là suối nguồn của lòng tử tế và cảm xúc tích cực, Anna nói. Leomila ví Anna và khách hàng của mình là phượng hoàng tái sinh từ đống cho tàn tuyệt vọng tôi giúp đỡ họ tái sinh thành những chú chim xinh đẹp để họ bay tới một cuộc sống tốt đẹp, giá trị và bình yên cô bày tỏ như vậy rất nhiều người rót ra trước những hoàn cảnh ấy thật đau lòng cho những người mẹ, người vợ và những trẻ em mất đi người yêu thương nhất do chiến tranh tương lai bất định của những quá phụ ukraine Hàng chục nghìn quân nhân Ukraine đã thiệt mạng từ tháng 2 năm 2022, để lại gia đình giữa cuộc chiến chưa có dấu hiệu kết thúc. Anastasia, 40 tuổi, hay tin chồng từ trận qua bản tin thời sự. Chồng cô, Olesi, là võ sĩ quyền Anh nổi tiếng ở Ukraine trước khi chuyển nghề và mở phòng tập gym dành cho trẻ em ở Ipin, thành phố vệ tinh cạnh Kiev khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu vào hồi tháng 2 năm 2022, gia đình quyết định Anastasia và con gái sẽ rời Ipin, còn Olesi sẽ ở lại làm tình nguyện viên của quân đội giúp đỡ dân thường. Anh ấy vận chuyển thực phẩm, nước uống, thuốc men và giúp sơ tán. Anh ấy đã cứu được 50 người. Anastasia nói: "Vào ngày 23 tháng 3 năm 2022, Olesi thông báo sẽ rời Ipin tới đoàn tụ cùng với vợ con sau khi giúp gia đình cuối cùng sơ tán." nhưng một ngày sau, thời sự đưa tin anh đã chết. Nhân chứng cho hay anh bị trúng đạn ở phòng gym của mình. Anna Timoshenko, 33 tuổi, chia sẻ đầu năm 2024 vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào kể từ khi hôn phu Siri qua đời vào tháng 8 năm 2023 bởi họ chưa đăng ký kết hôn. Siri phục vụ trong quân ngũ nhiều năm, từ tháng 2 năm 2022, anh đóng quân ở miền đông Ukraine, tham chiến tại Mikhailov, Kherson và Donetsk. Anna khi đó mang thai 4 tháng khi nhận cuộc thông báo Syria tử trận vì nổ binh. Cô vẫn chưa hết sốc. Cả gia đình vẫn chờ anh ấy quay lại, chờ tin nhắn hay cuộc gọi. Dù chúng tôi biết chuyện này không bao giờ xảy ra, nhưng không thể ngăn suy nghĩ của trái tim, cô nói. Anna làm bác sĩ gia đình ở Odessa và rất mong nhận được sự hỗ trợ của nhà nước. Con của cô đủ điều kiện nhận hỗ trợ sau khi chào đời. Nhân viên xã hội nên giúp đỡ các gia đình liệt sĩ làm giấy tờ cần thiết, tư vấn tâm lý và pháp lý, không nên để mặc họ một mình chống chọi với đau thương. Cô chia sẻ vào hồi đầu năm 2024. Những người mất đi thân nhân đang phải học cách tự mình đối phó vấn đề. Có điều thật khó để sống một mình và mang thai khi còn cả cuộc đời phía trước và tương lai còn nhiều việc phải làm, cô nói. Ukraine có đường dây nóng hỗ trợ tâm lý cho quá phụ, nhưng cả Anastasia và Julia đều cảm thấy con cái là điểm tựa lớn nhất. Việc nhận ra tôi là chỗ dựa duy nhất còn lại của con giúp tôi vượt qua nỗi đau. Julia nói như vậy. Đối với Daria Pagodavia, 32 tuổi, một trong những điều khó khăn nhất đó là giải thích cho con trai 4 tuổi rằng bố đã ra đi. thằng bé rất yêu bố, vô cùng nhớ bố. cô nói. nhưng cháu chưa hiểu chết là thế nào. cháu không hiểu vĩnh viễn nghĩa là gì. cháu cũng không hiểu được mình sẽ không bao giờ gặp lại bố nữa. daria quen chồng là diem cho ở kyiv, nơi anh làm kỹ sư trong công ty dược của gia đình cô. khi cuộc xung đột bắt đầu, họ chưa bao giờ thảo luận về vấn đề diem cho có nhập ngũ hay không. nhưng tôi hiểu anh ấy có cảm giác mình phải làm một điều gì đó. cô ấy nói, anh ấy là kiểu người như thế. Vào tháng 1 năm 2023, Dimcho làm trinh sát cho một lữ đoàn thủy quân lục chiến. Anh ở tiền tuyến khi Ukraine phát động cuộc phản công mùa hè năm 2023. Bi kịch đến với Daria vào thời điểm Ukraine đón những tin tức tích cực về tái kiểm soát một số ngôi làng. Dimcho tử trận vào ngày 15 tháng 7 năm 2023 cùng hai binh sĩ ở Makavika, ngôi làng Kiev mới tái kiểm soát khi đó, khi đang vận chuyển vũ khí cổng kênh. Đồng hồ của anh ấy dừng lại ở 13 giờ 45 phút, cô nói. Đó là thời điểm bom rơi chúng họ. Nỗi đau khiến cho Daria tự vấn về cuộc chiến. Khi Đim Châu qua đời, tôi không thể hiểu anh ấy chết đi có ý nghĩa gì, có đáng phải hy sinh mạng sống vì cuộc chiến này không. Tôi vẫn còn chút hy vọng Ukraine sẽ thắng, nhưng bây giờ không rõ khi nào điều ấy xảy ra, cô ấy bày tỏ khi đó. Đối với Daria, điều chắc chắn duy nhất là xung đột đã thay đổi cuộc đời cô, cũng như nhiều người khác ở Ukraine. Sau gần 2 năm liên tục đối mặt với cuộc không kích, ném bom, tấn công bằng máy bay không người lái, đối đầu đã trở thành hiện thực thường nhật. Đây có lẽ là điều đáng sợ nhất, cô nói. Chúng tôi đã quen với cuộc sống kiểu này, hy vọng mọi chuyện sẽ trở lại như trước dần phai nhạt. Cuộc đời chia thành hai mảnh trước và sau khi anh ấy chết, cuộc sống trước đây của tôi sẽ không bao giờ quay trở lại. Những phụ nữ thay đàn ông làm thợ mỏ ở Ukraine Kristina, bắt đầu làm việc ở độ sâu hàng trăm mét dưới mỏ khai thác than ở miền đông Ukraine vì công ty thiếu lao động nam. Sau khi hơn 1.000 lao động nam nhập ngũ, một công ty khai thác than ở Dipo Pestrov, miền đông Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực, buộc họ phải cho phép phụ nữ làm việc dưới lòng đất lần đầu tiên trong lịch sử. Hơn 100 người đã nhận công việc. Tôi nhận việc vì đang có xung đột và không có việc làm nào khác, Christina, 22 tuổi, nói. Cô làm kỹ thuật viên ở độ sâu 470m dưới lòng đất suốt 4 tháng này. Christina vận hành đoàn tàu điện nhỏ chở công nhân đi hơn 4km từ khu vực thang máy xuống lòng đất tới việt than. Khu mỏ giống như một tòa tháp rộng lớn với các thang máy chạy sâu hơn 600m dưới lòng đất. Christina quyết định nhận công việc sau khi vượt qua nỗi sợ phải để lại Dennis, con trai 4 tuổi ở nhà ngoại để chăm sóc. Nhà cô ở Palo cách tiền tuyến 100 km nhưng thường xuyên bị tên lửa Nga tấn công. Christina cho hay công việc thú vị nhưng vất vả, nặng nhọc và hơi nước tỏa ra gây khó chịu. Tuy nhiên, cô nhận mức lương cao và cảm thấy có nghĩa vụ ở lại làm việc gì vì những người đã ra trận. Anh trai cô từng làm việc ở khu mỏ Hai tuần sau khi Nga phát động chiến dịch vào hồi tháng 2 năm 2022, anh nhậm ngũ và Kristina đã rất lo lắng. Đàn ông Ukraine đều ra trận, bây giờ chúng tôi cần hỗ trợ họ, không ai còn làm việc trong mỏ nữa. Ngành than Ukraine từng là một trong những ngành khai thác than lớn nhất ở châu Âu, nhưng đã suy thoái suốt nhiều thập kỷ sau khi Liên Xô tan rã. Lực lượng dân quân của Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine đã kiểm soát nhiều khu vực dầu mỏ than từ năm 2014, và hiện nay thì Nga còn nắm nhiều mỏ hơn nữa. Năm 2023, DTEC, Chủ khu mỏ kiêm công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine cho hay trong số 20.000 thợ mỏ có gần 3.000 người đang ở tiền tuyến. Trong số hàng nghìn thợ mỏ tại khu này và một khu nhỏ gần đó cũng thuộc công ty đã tham gia chiến đấu, 42 người đã chết. Trước cuộc xung đột, một số phụ nữ đã làm việc ở khu mỏ nhưng vẫn bị chính phủ cấm làm việc dưới lòng đất vì cho rằng công việc quá nặng nhọc, theo chính sách từ thời Liên Xô. Lệnh cấm được bãi bỏ trong thời chiến, khoảng 400 phụ nữ đã làm việc dưới lòng đất trong hầm mỏ của Ditech và chiếm 2,5% lực lượng lao động dưới lòng đất. Theo công ty, phụ nữ chỉ làm công việc hỗ trợ, không đòi hỏi lao động chân tay quá vất vả. Natalia, 43 tuổi, kỹ thuật viên vận hành tàu cho hay, chúng tôi làm việc cùng cường độ với đàn ông, trừ phi đồ quá nặng không nhấc nổi. Bà từng làm việc trong cửa hàng bán đồ điện tử nhưng thất nghiệp do các doanh nghiệp Ukraine đóng cửa vì cuộc xung đột. Khi Natalia quyết định tới đây, cậu con trai 19 tuổi của bà đã làm việc ở khu mỏ lân cận được một năm. Thực ra, ban đầu tôi đã thuyết phục con đừng tới đó làm việc. Bà nhớ lại, cho biết bây giờ đã thay đổi suy nghĩ và cảm thấy công việc ở mỏ rất vui. Bà dự định tiếp tục ở lại sau khi xung đột chấm dứt. Tình cảnh của nữ quân nhân Ukraine trên chiến trường Nhiều nữ quân nhân Ukraine vừa chiến đấu với quân Nga, vừa đấu tranh với nạn quấy rối và phân biệt đối xử trong chính lực lượng vũ trang Ukraine. Theo số liệu được công bố vào hồi tháng 9 năm 2023, có khoảng 60.000 phụ nữ trong lực lượng vũ trang Ukraine, trong đó 5.000 người ở tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Ukraine nhiều lần đăng hình ảnh nam nữ quân nhân kề vai sát cánh chiến đấu. Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn của Guardian với các nữ quân nhân và các tổ chức giúp đỡ họ cho thấy phụ nữ vẫn bị thiếu tôn trọng trong quân ngũ. Đó là điều gây thất vọng và giận dữ cho Nadia Haran, 27 tuổi, trung sĩ nhập ngũ vào năm 2017 với vai trò là kỹ thuật viên vô tuyến điện. Cô vốn muốn làm phiên dịch viên nhưng cho đến khi sắc lệnh số 256 bị thu hồi vào cuối năm 2017, luật pháp Ukraine ngăn phụ nữ đảm nhiệm các vai trò cấp cao, kể cả những người trong vai trò chiến đấu. Haran cho hay bình đẳng giới chỉ xuất hiện trên giấy tờ, còn thực tế nhu cầu của phụ nữ về đồng phục, áo chống đạn, vệ sinh và cơ hội thăng tiến không được ưu tiên, thậm chí bị nhiều nam quân nhân coi là hành động khiêu khích. Chúng tôi phải chiến đấu với hai kẻ thù cùng lúc. Cô nói, kẻ thứ nhất rõ ràng là quân Nga. Kẻ thứ hai là những định kiến, sự kỳ thị mà chúng tôi phải đối mặt hàng ngày. Nơi duy nhất không tồn tại kỳ thị là trên chiến tuyến ác liệt, bởi ai cũng bận chiến đấu vì đất nước. Phụ nữ buộc phải mặc quân nhân thiết kế cho nam giới hoặc tự mua hay là tìm nhà tài trợ. Haran, người đang chiến đấu tại những vùng giao tranh khốc liệt nhất ở Bangbus, Soledad, vào năm 2023, chia sẻ, đã từng bị chấn thương đầu gối vì không thể đi lại được bình thường trong bộ đồ quá khổ. Áo chống đạn do quân đội cung cấp không thiết kế cho phụ nữ nên gây bó ngực hoặc không ôm bụng, khiến cho các cơ quan quan trọng dễ bị tổn thương. Catenia, 26 tuổi, trung úy của lữ đoàn 36 cho hay từng nhập ngũ 2 năm không thành vì là phụ nữ. Cô cũng phải tự mua đồng phục và áo khoác bởi quân phục được phát làm đau lưng. Dây dép cũng là một vấn đề, rất khó tìm được giày bốt cỡ nhỏ cho phụ nữ. Olela, 44 tuổi, lính bắn tiền nổi tiếng với nhiều thành tích đã chia sẻ. Theo thông tin vào giữa năm 2023, thì danh sách đồ thiếu thốn còn rất nhiều, như không có công cụ giúp phụ nữ tránh nhiễm khuẩn khi đi vệ sinh trong chiến hào. Y bác sĩ tại chiến trường không được đào tạo về phụ khoa. Khi hợp đồng với nữ quân nhân kết thúc, họ phải kiểm tra sức khỏe lại để được tái nhập ngũ. Nhiều người cho rằng đây là hình thức kiểm tra để chắc chắn họ không mang thai và được xin nghỉ phép có lương. Điều cấp bách nhất cần thay đổi đó là tâm lý. Haran vừa chuyển khỏi đơn vị cũ sau khi khiếu nại về sĩ quan cấp cao không được giải quyết. Một cấp trên từng nói với cô rằng chỗ của đàn bà là ở trong bếp. Sau khi Haran trở về từ đợt luân chuyển thành công trên tiền tuyến, nhiều nữ quân nhân khác cũng trải nghiệm tương tự. Haran từng kể lại vào hồi năm 2023 rằng, hôm qua tôi vừa trò chuyện với một cô gái, cô ấy biết tôi từng làm cố vấn về giới tính trong quân đội. Cô bị cấp trên đưa vào cơ sở tâm thần, dù bản thân không đồng ý, bởi cô đã xin chuyển sang đơn vị chiến đấu. Thật tệ, cấp dưới cũ của tôi, một cô gái làm bác sĩ đã tố cáo hành vi quấy rối tình dục. Có người nhìn thấy nhưng tất cả đều là đàn ông, họ từ chối làm chứng. Chỉ huy đe dọa đưa cô ấy vào cơ sở tâm thần bởi dám nộp đơn, báo cáo bị quấy rối tình dục haran cho rằng nhiều người coi thường phụ nữ nhập ngũ cũng có người tìm cách lợi dụng việc này tôi rời lữ đoàn cũ bởi có lãnh đạo chuyên quấy dối phụ nữ và tôi biết những người bị quấy dối cô nói một số là lính dưới quyền của tôi họ đều bị một người quấy dối kẻ đe dọa sẽ đẩy chồng của họ những người cũng ở trong lữ đoàn vào chỗ chết nếu họ không quan hệ tình dục với hắn tôi bị yêu cầu giữ im lặng vì hắn không quấy dối tôi sau khi Guardian đăng tải các cáo buộc của Haran, nữ thứ trưởng quốc phòng Ukraine Hanna Malia tuyên bố bà sẵn sàng gặp trực tiếp những người tố cáo và sẽ điều tra vấn đề này. Tuy nhiên, bà Malia đã bị miễn nhiệm vào ngày 18 tháng 9 năm 2023.